quý vị và các bạn, xác định phát triển các cụm công nghiệp nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, tỉnh Hưng Yên đã cho phép thành lập hàng chục cụm công nghiệp. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các dự án cụm công nghiệp đều chậm tiến độ, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân có diện tích 75 ha, thuộc địa phận hai xã Phạm Ngũ Lão và Nghĩa Dân, huyện Kim Động và xã Đảng Lễ, huyện Ân Thi. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 thực hiện đầu tư hạ tầng với tiến độ hoàn thành trong quý 4 năm 2022 và bước sang giai đoạn 3 quản lý khai thác dự án từ quý 1 năm 2023. Nhưng đến nay, tiến độ triển khai chậm, một số diện tích bồi thường, hỗ trợ về tài sản trên đất, cây cối hoa màu mới được phê duyệt phương án và chưa thực hiện đền bù, chi trả. Nhà tôi nó có 2,8 sào ruộng đã nhường cho dự án. Nhân dân rất là đồng lòng, nhưng mà cái dự án triển khai nó quá chậm. Đề nghị dự án sớm triển khai cho chúng tôi, có công an việc làm, ổn định cuộc sống. Hiện tại bây giờ trên Nghĩa Dân trả tiền cho các hộ dân khoảng 70%, còn lại khoảng hơn 80 hộ đang có kế hoạch kiểm đếm, kiểm kê và niêm yết phương án công khai bồi thường hỗ trợ. Đề nghị chủ đầu tư có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ để các hộ dân nhận tiền bồi thường và đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng của cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân. Cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng, huyện Phù Cử do Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Hưng Yên làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư trên 580 tỷ đồng, sử dụng trên 50 ha đất. Sau gần 3 năm kể từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định thành lập, đến nay cụm công nghiệp này mới giải phóng xong mặt bằng và cũng chỉ đến bước xây dựng hệ thống thoát nước. Họ mới làm được cái đường nước chứ chưa thấy đổ cát, đường chưa thấy làm, tôi thấy công việc cũng hơi chậm trễ. Mong mỏi sớm hoàn thành và đi vào hoạt động để cho nhân dân có công ăn việc làm. Tỉnh Hưng Yên hiện thành lập được 26 cụm công nghiệp, diện tích trên 1.200 ha với tổng số vốn đăng ký trên 12.400 tỷ đồng. Sau khi được chấp thuận dự án, các chủ đầu tư cụm công nghiệp cam kết 12 tháng sẽ thực hiện xong các thủ tục đầu tư để triển khai công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa đảm bảo tiến độ đã cam kết. Thời điểm này, có 7 cụm công nghiệp đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, mới có trên 200 ha đã giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ chung của cả tỉnh và việc thu hút các dự án đầu tư.